Chào tất cả các bác nha. Trước mặt các bác đây là một cái lô đẩy, phải nói là một lô đẩy quá đẹp, phải nói là thế. Đẹp cả về hình thức và chất lượng. Thương hiệu của nó thì các bác nhìn thấy chữ V, các bác đoán là thương hiệu của thằng nào chưa? Đây là một chữ V, viết tắt chữ Venturi, thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Đẩy Venturi của Mỹ, Venturi Pro Section này. Rồi sắc sơn Power Amply. Thì cái lô đẩy này chưa bao giờ mà em là nhập cái lô hàng mà nó cũng in ít như thế này, thực sự là khá là ít. Tuy nhiên là vì là cái đẩy nó quá đẹp, phải nói là đẹp. Nhìn phát thì có lẽ là những cái người mà khó tính nhất như em này mà nhìn em còn sướng, thì huống chi các bác nhỉ. Thì cái lô này là 800W một kênh, 800W một kênh. Riêng qua riêng cùng thì là một ngày là có 4 con là 800W và một con là 1000. Thì đây là ruột của con 1000, con 800W với 1000 thì ruột về nội thất nó giống nhau. Con chỉ là ít hơn một sò. Ít hơn một sò. Tuy nhiên là cái sò nó thì nó cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là công suất của nó thôi. Chứ còn bao đếm bao nhiêu sò thì bên em thực sự là từ đã rất lâu rồi bên em bán đẩy không có quan trọng là nó bao nhiêu sò đâu các bác. Cho nên là quan trọng là các bác em chỉ nói là công suất và công suất nó có thật hay không. Thì về mặt thiết kế của cái lô đẩy này thì thế này, mặt của nó là bằng nhôm này, nhôm phay từ cái tay này bằng nhôm luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác là cái tay này. Đấy, đẹp. Về nội thất của nó thì cũng đẹp luôn. Đấy, tay của nó. Đấy. Cái logo của hãng Venturi MR100 1000, thế là 1000W, MR800 tức là 800W một kênh. Đấy. 800W một kênh. Và chỉ có một con đấy. Đấy, mặt rất sạch. Con này thì bên em đã vệ sinh cái mặt rồi. Cái con này thì nó đang còn bụi đây này. Đấy, bụi nó còn bám vào cái lưới này. Đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn cái lớp lưới này, nó có chặn được cái bụi ở đây cho nên mà ở trong ruột mới sạch. Đấy, trong ruột rất là sạch, hầu như là không có, chỉ hơi bụi một chút thôi ạ các bạn. Rất là sạch. Đấy. Về giá bán. Giá bán thì trước khi giới thiệu nội thất thì nói luôn cái giá bán. Giá bán thì của cái con này, cái con 800W này này là chúng ta là giá của nó là 5 triệu một đồng một con, và con 1000 này là 5 triệu rưỡi các bác nhá, 5 triệu rưỡi một con. Đấy các bác nhá. Cái ruột của nó, ruột của hai con, đây là em đang tháo luôn là cái con ruột của cái con 800 này bác nhá. Và bên này là con ruột 1000. Thì về ruột của nó thì không giống nhau. Tuy nhiên là cái con 1000 thì nguồn nó sẽ lớn hơn. Nguồn nó tầm 20. Con 800 thì nguồn nó tầm 19. Đây. Nguồn bé hơn một chút. Còn về sò thì giống nhau luôn. Em đầu tiên em nghĩ là nó sẽ ít sò hơn, tuy nhiên là sò nó giống nhau, nó chỉ là bé hơn cái nguồn thôi. Đấy các bác nhá. Và giá, nhắc lại giá bán này, cái con này là 800W là 5 triệu và con 1000, duy nhất có một con 1000 là 5 triệu rưỡi. Đấy các bác nhá. Về nội thất của nó thì các bác thấy là đây, cái con này em chưa vệ sinh, em vừa tháo nó luôn đấy. Đấy, vừa tháo nó luôn thì cái con này đây là nó là chạy toàn bộ là 20-25 sò nồi di. Đấy, 20 sò nồi di, 20 sò nồi di. Tuy nhiên là hai cái sò NG này nó không quan trọng bằng cái con này. Cái con này các bác thấy là cái con MOFET đây, là cái con bù áp này. Ngoài ra ở trên đây nó sẽ còn có các cái con này, con kích, đấy, kích con thuốc để nó hỗ trợ công suất. Thì cái mạch của con này thì các bác đã biết rồi. Mạch này là mạch class H các bác nhá, mạch class H. Thì mạch class H là một trong những cái dòng mạch mà nó rất chi là bền. Tại nó là bền và trâu, ổn định. Hầu như là bán là không có cái chuyện phải lo về bảo hành các bác nhá. Không phải lo bảo hành. Và các bác dùng thì không phải lo hư. Đấy. Dòng này thì nó cũng là dòng, nó cũng lành mà nó cũng dễ sửa thôi. Tuy nhiên là hiệu suất nó khá là cao. Dòng này hiệu suất cao. Cho nên mà các bác mà lôi ra những con sò đây, những cái con đẩy mà mạch thường ấy mà so với con này thì em khẳng định là nhà em đây có cái con nào nhỉ? Để em quay luôn cho bác xem. Không có ở đây. Một con đẩy gần 40 sò, tuy nhiên không bằng con này. Đấy. Một con đẩy gần 40 sò, một con bằng con này, đó là con mạch class A, class B. Dòng nó thì nó chỉ đếm sò thôi, tuy nhiên là công suất rất chi là bé, nó 40 sò nhưng chỉ được có 650W thôi ạ. Mà con này chỉ có 20 sò thôi nhưng mà được những 800W một cây. Nếu mà con này nữa, con này nó lại cũng 20 sò nhưng mà lại được 1000W một cây đi. Đấy, các bác thấy không? Thì tại sao cho nên mà cái vấn đề mà sò nó cũng không phụ thuộc vào, không phụ thuộc nhiều đến công suất đối với những cái dòng mạch class. Đấy, quan trọng nó là phải nguồn này, nguồn con này bé hơn một tí là 8 nhỏ này, con này nó xà bá hơn một chút này, đây thì nó nguồn lớn hơn. Tụ lọc con này là 10.000 mi
80V. Con này là bao nhiêu này? 10.000V 80V, tụ lọc giống nhau. Tuy nhiên nguồn lớn hơn thì nó sẽ công suất nó sẽ lớn hơn. Đấy. Mạch thì giống nhau. Mạch giống nhau. Đấy, hai con mạch giống nhau, xòe giống nhau. Tuy nhiên là nguồn lớn hơn. Em đang nói dở là cái con này. Cái con này là cái con MOFET. Con MOFET này, con này thì cực khỏe luôn. Có trong những cái dòng đẩy mà có cái con này thì các bác cứ thấy nhìn dòng đẩy mà nó có bù áp bằng MOFET thì các bác nên mua. Tại vì là cái con MOFET này, cái con này rất chỉ là đắt tiền mà nó khỏe. Các bác để ý rằng là có những con đẩy mạch class D nó chỉ chạy 4 con MOFET thôi nhá. 4 con MOFET nhưng công suất nó đã được 1000W. Đấy. Và đây là con này nó có 4 con MOFET rồi. Đây, 4 con MOFET này là nó nằm ở đây. Vị mỗi bên là 2 con, là 4 con. Nó có tác dụng là nó bù áp. Cho nên mà con này phải nói là cực kỳ là khỏe. 800W một kênh. Đối với công suất mà 800W thì các bác đánh được những cái loa gì? 800W. Cái 1000 thì em tính sau. 800W bác đánh được những loa gì? Xin thưa rằng là nó bác có thể đánh được một cặp full đôi. Full đôi con 100 từ cái 2. Đấy. Đánh con này thì 800W chưa đánh được súp, con 1000 này đánh được súp này. Con 800W này đánh full đôi các anh nhá. Hoặc là đánh một cặp súp đơn 50. Ok luôn. Đấy. Và một con một cái đặc điểm nữa mà cũng lưu ý các bác rằng là con này nó chạy xòa gì đây? Xòa energy. Xòa này thì sao? Xòa này phải nói rằng là bác nào mà đã dùng rồi thì bác nào biết. Con xòa NG này tiếng phải nói ra là sẽ hay. Đấy các bác nhá. Nếu như các bác đánh súp thì các bác dùng xòa xòa Toshiba, các bác đánh súp để tiếng sẽ lực luôn. Tuy nhiên là dùng full thì chúng ta đánh xòa NG tiếng nó hay hơn, tiếng nó sáng, nó bay hơn. Đấy. Cho nên mà chúng ta khi mua đẩy là chúng ta nên biết cho nó mua những cái dòng cho nó phù hợp. Con này thì em bảo đánh full thôi. Chứ còn đánh súp thì nó sẽ xòa NG này nó đánh súp thì nó không hay bằng xòa Toshiba. Đấy. Nhưng mà ngược cái xòa Toshiba nhưng mà nó đóng một cái mạch nào thôi, chứ còn nếu như nó đánh một máy mạch là A thì mạch lại là ngon, tính lại là rất hay. Tuy nhiên là đa số ở những cái mạch mà chạy xòa Toshiba thì tiếng nó sẽ tiếng full thì nó không bằng xòa NG các bác nhá. Đấy. Đó là chia sẻ đôi nét về đấy. Đây. Cái mặt của nó này. Cái này là cái đèn LED đấy. Đèn LED quắc nháy đánh tè 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 nháy trong cái này. Quá là hay luôn. Bật nguồn lên nó sẽ sáng cái đèn đầu tiên. Đấy, lúc khi nhạc lên là nó sẽ đánh nháy sang bên này. Đấy, chúng ta thấy. Nói chung là lô đẩy đẹp. Em chưa bao giờ mà em thấy cái lô đẩy mà nó mới như thế này. Nhìn phát là kết luôn rồi. Đây, phía sau của nó đây. Phía sau của nó thì con này là đây, nó cũng có chế độ đánh bờ rai xích te này. Công tắc gạt đây nhá. Đấy. Đánh bờ rai, công tắc đây. Đây, đánh shifter này, brai này, brai này, brai đây, đấy, đánh normal brai, đầy đủ hết. Này, có số seri hết các bác nhé. Này, đấy, 1629. Đấy, mỗi một con là nó có một số seri không bao giờ trùng nhau, các bác nhé, lưu ý nhé. Số seri này, con này không trùng nhau, nếu trùng nhau thì là hàng đẻo ấy. Đấy. Chúng ta thấy những con tụ này, đang còn rất chi là đẹp. Không có dấu hiệu có bị phù với lồi lõm như này, phụ nhau có rất chi là chắc, cái đít rất chi là này, chúng ta phải mua đít tao còn rất chi là chắc, nó không phập phò. Rồi con này cũng thế, chung là tổng duyệt này là một con đẩy hàng xịn, xịn và đẹp các bác nhá, xịn và đẹp. Rồi, và cũng xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. 0967676739 các bác nhá. Và nhắc lại lần cuối nữa là giá bán của nó 800 là 5 triệu và 1000 là 5 triệu rưỡi. Một con đẩy nếu mà so về công suất là rất chi là hợp lý các bác. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.